sạch gan quá vậy? Thì anh biết nó mới đi, nó vô nè. Anh canh hết rồi. Tối hôm qua hai người làm cái gì? Em la rất là lớn, mà mỗi tiếng la, mỗi tiếng nấc của em một cái là nấc tới đâu làm đau lòng rồi đó. Ủa, chứ ai biểu anh hồi đó hả? Anh không chịu cưới em chi? Trên là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Đừng vì một phút giây ham muốn mà đánh đổi đi tình thân. Hãy luôn tuân thủ pháp luật cũng như sống đúng với đạo đức, nhân phẩm của một con người. Ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai.